chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu 6 cách giữ gương sạch an toàn cho trẻ. Thứ nhất là lá khế. Các mẹ rửa sạch lá, thuốc gân, xe nát với một chút muối. Sau đó, đem vào gương lá khế vào chỗ nước ấm, rồi tắm cho bé liên tục từ 3 đến 4 ngày nhé. Tiếp theo là lá dâu tằm. Dùng một nắm lá dâu tằm rửa sạch đun sôi. Khi nước đã nguội bớt thì vớt lá ra rồi tắm cho bé bình thường. Nếu pha thêm nước lạnh thì sẽ không tốt, nên các mẹ đun nhiều nước sôi một chút để tắm cho bé luôn nhé. Thứ ba là gừng tươi. Các mẹ rửa sạch gừng tươi, dã nhỏ, đun với nước sôi. Khi nước nguội thì tắm cho bé. Chỉ nên tắm liên tiếp khoảng 3 ngày thôi các mẹ nhé. Kinh giới cũng là một loại lá trị gông sảy cho trẻ rất tốt. Lấy một lượng lá kinh giới vừa phải, rửa sạch dã nát, pha vào nước để tắm cho bé là được các mẹ nhé. Nếu muốn sử dụng lâu dài, các mẹ có thể dùng lá kinh giới khô nữa nhé. Thứ năm là lá chè tươi. Lá chè tươi rửa sạch vỏ nát, cho vào nồi nước đun sôi, rồi bỏ ra hòa vào nước tắm cho con. Cách này mình thấy khá hiệu quả và an toàn nhé các mẹ. Và cuối cùng là mướp đắng. Mỗi lần sử dụng, mẹ chỉ cần chuẩn bị 2 quả mướp đắng, rửa sạch, xem nát, lọc lấy nước và tắm cho bé được nhé. Video này hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công!